Nhân tài đất Việt, giải thưởng thường niên nhằm tìm kiếm và tôn vinh những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học tự nhiên. Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không giới hạn tuổi tác, ngành nghề, hãy đăng ký tham gia để giành được nhiều giải thưởng giá trị. Hạn nhận hồ sơ hết ngày 31 tháng 8 năm 2010. Hồ sơ gửi về địa chỉ Báo điện tử VN Media, tầng 56, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Sao vàng đất Việt, giải thưởng cao quý tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu Việt Nam cạnh tranh thành công và vươn lên tầm quốc tế. Năm 2010, 200 thương hiệu tiêu biểu nhất Việt Nam sẽ được trao tặng giải thưởng Sao vàng đất Việt, kèm theo các danh hiệu Top 10, Top 100, Top 200 thương hiệu Việt Nam hội nhập quốc tế. Lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2010 được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV3 lúc 9:30 ngày 2 tháng 9 năm 2010 từ nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh.